phần đổi biến thì lớp 11 mình có học rồi này. Đây lớp 11 mình có học là vi phân ha. DI là bằng y phẩy nhân với dx này. Nên tụi em để ý cho thầy ví dụ như cos của 2x này, dx thì nó sẽ bằng là cos của 2x d2x. Phương pháp vi phân hay còn gọi là phương pháp chia đạo hàm thì đạo hàm nó ra số 2 thì chia cho đạo hàm đấy là 1 phần 2 ha. Lên tất cả những cái thằng mà e ax cộng với b này mới được. Đấy. Thì nó sẽ bằng 1 phần a nhân với e của ax cộng với b. Thì khi mà tụi em học đi học thêm hay là học trên trường ấy, thì cô sẽ nói là đây là công thức nguyên hàm mở rộng. Thì em chia cho 1 phần a, cứ ax cộng b này em chia cho 1 phần a. Thì bản chất của nó là vi phân. Nhưng mà nếu như mà em áp dụng cái gì ta? Công thức nguyên hàm mở rộng ấy, thì em lại không có biết được làm xử lý những cái bài toán phức tạp hơn. Tôi phải lấy ví dụ ha. Thì cắt ba bài ví dụ ở đây để làm cho nó dễ. Thì tụi em cứ coi đề đánh giá năng lực đi thì tụi em sẽ thấy là cái thằng tích phân đó. Thằng tích phân thì đề nào nó cũng có, năm nào nó cũng ra. Năm ngoái ra tích phân hàm chỉ định đúng. Em để ý, thầy sẽ làm cho tụi em từng câu. Đây thầy đặt nó là Y1, thằng này thầy đặt nó là Y2 và thằng này thầy đặt nó là Y3. Thì Y1 của thầy em để ý tích phân của 1 phần x nhân với x mũ 4 cộng với 1 để x từ 1 đến 2. Thì em thông thường á, vi phân nó chính là đổi biến đặt ẩn phụ ấy, đặt ẩn phụ. Nếu mà tụi em nhìn chưa quen á, thông thường á, thì thầy sẽ làm như sau. Em để ý này. Thầy sẽ nhân cả tử và mẫu cho x trên cho gì x bình phương trong đây là x mũ 4 cộng với 1. Rồi, lúc này thầy sẽ đặt t là bằng gì, t là bằng x bình phương, đây là kinh nghiệm thôi chứ không có gì cả. Suy ra dt này, vi phân 2 vế t đạo hàm bằng 1 rồi đạo hàm theo t là dt là bằng 2x dx. Rồi thầy sẽ tìm được là x dx nó sẽ bằng dt chia 2. Ok. Rồi, em làm thêm cái bước nữa đổi cạnh là x này. T. Khi em chuyển qua một cái biến nào đấy thì em phải đổi cái giá trị. Đây là khi x bằng 1 thì t của thầy nó sẽ bằng 1. Khi x bằng 2 thì t của thầy nó sẽ bằng 4. Vậy thì cái thằng y1 của thầy á, nó sẽ là đi từ bao nhiêu? 1, 2 thì nó sẽ là 1 tương ứng với 1, 4. Rồi em để ý. Thay dấu vô x dx chính là dt trên 2. Dt chia cho 2. 1 phần 2 thì đưa ra ngoài đi. Thì đặt t bằng x bình thì đây là t, thì trong đây nó sẽ là t bình phương cộng với 1 ha. Rồi bây giờ em sử dụng thêm một cái phép biến đổi đổi biến nữa. Bài này phải chuyên về đổi biến để cho tụi em hiểu rõ. U là bằng gì, là bằng t bình phương, thì suy ra du là bằng 2 t dt. Thông thường thầy không có làm đổi biến này đâu, do mới dạy do nhiều đứa nó chưa có biết đổi biến là gì nên thầy mới dạy kỹ này thôi. Thường thầy dùng vi phân là nhanh lắm. Rồi lúc này ta sẽ dùng phép đổi đổi cạnh nữa. Đây là cạnh này là cạnh t, đây ta dùng phép biến đổi của biến u thì nó sẽ đi từ 1 đến 4. Thì với t là bằng 1 thì u của thầy nó sẽ bằng 1, với t là bằng 4 thì u của mình nó sẽ là bằng 16. Lên cái thằng y1 của thầy cũng tương tự, nó sẽ bằng 1 phần 2. Ok mấy đứa? Được chưa? Rồi nó có cái vấn đề ở đây này. Ở đây là dt trên t, thực ra là tụi em sẽ dùng cái phép biến đổi thằng gì đang gì. Tôi khoan có làm nhầm bị nhầm cái gì không ta, biến đổi này nó ra gì nữa. Ủa khoan từ từ này thầy, khoan từ từ, làm tôi bị sai gì không ta. T bình đúng không nào? Rồi biến đổi ra gì, thay chỗ vô này, thay vô bao nhiêu, từ từ đợi thầy xíu. Lúc này em ấy bây giờ tụi em muốn nhân lên hay là tụi em muốn biến đổi này, tôi thầy chỉ cho hai cách luôn nha. Cách thứ nhất á, này em sẽ nhân vô rồi lấy cái màu khác đi, tự nhiên ghi ra cái bảng này mắt nó bị rối rối sao. T dt này, nhân vô này thì dưới đây nó sẽ là t bình phương nhân cả tử mỗi cho t, đây là t bình cộng 1 ha.
Thì khi mà em làm theo phương pháp này thì đây là 1 phần 2 của DU trên 2 này. DU trên cho 2 đặt riêng U bằng T bình thì à quên, 2 đưa ra ngoài nó này bị gì ta? Đây là U cộng 1 ha. Rồi, nó sẽ là 1 phần 2. Hôm bữa trước là thầy có chỉ cho tụi em cái test nhanh rồi. Rồi muốn tìm thằng này thì em cho U bằng 0, U bằng 0 thế vô đây nó sẽ bằng 1 ha. Thằng này cho nó bằng 0 thì nó bằng trừ 1, bỏ này đi thay trừ 1 vô đây nó sẽ là trừ 1. Ok chưa mấy đứa? Thì U là bằng gì? 1 phần 2 nhân với nn của U trên cho U cộng với 1. Rồi nhiệm vụ của em là chỉ cần thay cận luôn là bằng là cận vừa nãy mình thế ra là 1 phần 16 và ra kết quả ha. Ngoài ra mình vẫn có thể làm theo một cách khác là như này, không nhân không cần nhân lên nha, em chia cả tử hai vế cho t bình là t trên cho t mũ 2 dt này là bằng du trên cho 2 t bình phương luôn. Rồi lúc này em mới t bình phương của mình nó đặt bằng u thì ở dưới đây nó ta sẽ được là dt trên t, nó sẽ bằng 1 phần 2 của du trên u t bình. Ok nhỉ, đây là một cách bị biến đổi khác. Rồi câu b, câu b 7y2. Y2 thì nó sẽ là cái dạng là cos x trên cho gì ạ? Sin x. Trong đây là sin x cộng với 1 dx. Cận từ pi phần 6 đến pi. Pi phần 6 đến pi này. Thì đây để em nhìn thấy biến đổi này. Em để ý này, cos x dx có phải là d sin không? Đây có phải d sin không mấy đứa? D sin x không? Trên cho sin x này. Nhân với sin x cộng với 1 cận từ pi phần 6 đến pi. Trên là thầy làm theo cái đổi biến ấy, đổi biến để cho tụi em thấy nó rất là dài dòng. Nếu mà em cố gắng em làm được cái vi phân này thì nó sẽ rất là nhanh. À, em tách ra luôn thì đây có phải là một phần sin x không? Đây này, em tách là 1 cộng với sin x trừ cho sin x là 1 phần sin x này. Trừ cho 1 phần sin x cộng 1. Ok không mấy đứa? Ok không? D sin x. Cái này tụi em muốn làm được nên là tụi em phải thật sự là tỉnh táo. Còn đâu nếu mà không có tỉnh táo thì em lên làm theo bước này. Rồi thầy lỡ làm trong cái bước mà phải tỉnh táo này. Nếu mà làm trong tỉnh táo á, thì em để ý này D sin nha. Thằng này 1 phần x D sin thì nó sẽ bằng NN của sin. Sin x này. Trừ cho NN 1 phần sin x cộng 1 D sin nó cũng bằng D sin cộng 1 luôn. Trên cho sin x cộng 1. Đứa nào mà đã coi video của thầy rồi ở trên web mấy cái video kia thì tụi em có thể làm trực tiếp tỉnh táo thì nó sẽ không có bị sai. Và thay số vô dụng thầy là sin pi bằng mấy? Sin bằng 0, 0 đúng không? Thằng này. Rồi ủa, thằng này ra không ta? Sao d sin ln của sin. Bài này có bị lỗi gì không? Rồi thôi mình cứ tính như kia. Còn đâu cái tới cái bước này nè, với bước này đứa nào mà chưa có gọi là rành về vi phân ấy, tụi em làm thẳng cho thầy cái bước này nè. Đây này, tụi em để in. Đây nó sẽ là đặt t bằng sin thì đây là dt đó. Trên cho t nhân với t cộng 1. Rồi đặt t bằng sin thì pi phần 6 nó sẽ ra 1 phần 2 này. Ở đây nó sẽ ra 1 ha. Đúng mấy đứa? À, sin của pi nó ra 0 nhé. Đúng, thấy 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 đề này nó bị lỗi gì rồi đúng không ta? Đề bị lỗi chắc nhầm gì. Ok nha. Rồi bây giờ thầy sẽ qua cái bài thứ ba, cái ví dụ y3 này. Y3 thì em để ý này, nó sẽ là bằng e trên cho e mũ 2 này. Đây là phần này là phần chuyên về đổi biến ha, là x này nhân với nn của x này nhân với nn của x cộng với 1. Và bây giờ thầy sẽ không có làm tập nữa nha, thầy làm theo đúng cái chuẩn, sợ nhiều đứa nó chưa quen ấy. Thì đối với dạng này thì ta sẽ đặt t bằng nx. Thì khi mà em đổi biến ấy, à, em đổi qua một cái biến khác thì em làm cho thầy hai bước. Bước thứ nhất là lấy vi phân hai vế là dt nó sẽ bằng 1 phần x dx. Bước thứ hai này em đổi cận cho thầy là x dt nha. Thì cận của mình đầu tiên là x là bằng e thì nn của e nó sẽ ra 1 và nn của em của 2 thì em của 2 thì nó sẽ ra 2. Đến lúc này ta sẽ có được cái thằng y3 này. Nó sẽ chạy từ 1 đến 2.
Ok chưa? Rồi em để ý này, dx trên x 1 phần x dx 1 phần x dx nó sẽ bằng dt. Dt mà đặt t bằng là x thì đây chính là t và đây chính là t cộng 1. Rồi từ cái việc mà từ này mà em biến đổi ra này, em để ý này, biến đổi này ra thì em phải dùng cái phương pháp tính nhanh của thầy để mình làm tiết kiệm thời gian nha, chứ mình không có nhiều thời gian đâu. Muốn tìm hệ số của này thì em cho dưới mẫu bằng không là t bằng không, thì em bỏ cái thằng bên đây đi, giống nhau bỏ đi, không vô thì đây nó sẽ bằng một. Rồi cho này bằng không là bằng trừ một thì bỏ này đi, thay một chia cho trừ một thì nó sẽ bằng trừ một này. Ok mới được, thì nó sẽ là bằng n của t trên cho t cộng với một. Rồi lúc này mình sẽ thế cận vô là 1/2 và nó sẽ bằng n của 2/3 trừ n của 1/2 là bằng n của 2/2/3 kết quả bằng 2 là n của 2 trừ cho n của 3. Được chưa? Không không bốn cái đứa của sau kia đây khóa luyện đề 0004 muốn điều khiển màn hình là ai ta, để em đợi xíu. Nãy giờ có hiểu không mấy đứa? Tụi em hiểu thì ok dùm thầy cái em. Tự nhiên lâu quá rồi làm mấy cái này nó bị hơi lag lag xíu. Rồi. Bài này thì thầy có hôm qua thầy có nói với tụi em rồi, trên nguyên tắc là để xử lý những cái bài tích phân này đúng không, thì em phải chia cho thầy chia bằng cách nào để ra này biết không. Thì ở đây em để ý, em sẽ cộng với x thì nó sẽ là x 10 cộng 1, rồi đây em trừ x cho thầy thì đây nó sẽ bằng x trừ cho gì không, 1/2 của x bình cộng 1 đạo hàm trên cho x bình cộng 1 lên cái y này của thầy nó sẽ bằng 1/2 x bình trừ 1/2 là n chỉ tuyệt đối của x bình cộng với 1 đúng không? Và bây giờ ta sẽ thay cặp luôn là 1/2. Rồi cái bước này chắc hơi khó khăn đối với tụi em đó, từ đây qua đây này. Ý là nhìn là dễ hiểu mà, nhưng mà làm sao để mình biến đổi như thế này, và câu hỏi là làm sao thì thầy trả lời luôn là xem lại video, mấy cái video nền tảng thầy có nói với tụi em ấy, thì nói rất là kỹ. Thông thường em đừng có thế hết thằng này nha, mà em thế từng cái cho thầy là nó sẽ là 1/2, đây là 4 trừ cho 1 là cộng 3. Ok, trừ 1/2 nhân với n của 4 cộng 1 là 5, 5/2 thế chưa, là bằng 3/2 này, trừ trừ mấy nữa, 1/2 n của mấy, 5 trừ thằng này trừ trừ cộng 1/2 n của 2, rồi cái này có rồi tự tính ra dễ đấy, ôn cho nó có cảm giác vậy. Và đây này, em để ý này, quay là d của sin x cộng 1 không mấy đứa, đừng có đổi biến nhé, đừng có lúc nào cũng đổi biến, thì nó sẽ bằng là chỉ tuyệt đối của sin x cộng 1 cộng đi từ π/6 đến π/2. Lớp óc bên thầy bây giờ cũng đang học phần này,
Rồi thay vô vi phần 2 là bằng 1 đúng không? Là 1 cộng 1 là 2 trừ cho n có mấy anh? 0.5 1.5 3 phần 2 là bằng n của 2 mũ 2 phần 3 thì nó sẽ bằng 2 n của 2 trừ cho n của 3. Ngoài ra tụi em lấy máy tính bài này bấm bấm máy tính được đúng không? Hôm qua thầy có chỉ tụi em bấm lại này. Chỉ chưa? Là đấy tích phân của cô đấy. Quên rồi, xin cộng 1. Rồi cạnh từ mỗi chết thì chưa để thì chưa đổi về góc luôn đây cộng 1 đây là bao nhiêu 30 đến 90 đến 90 thì đây đây là đơn vị là độ bằng rồi lấy ship e mũ ôi chết rồi. Bài này thầy tính nhầm thông thường mấy cái phần tích phần em đổi ra đi ăn về nha. Rồi, cái app này trang đời quá đơn vị góc số 2 radian ô khoan máy trang đời dữ rồi đây hai radian hội ghê cơ. Thì em tin thầy không biết xài máy tính. Phần 6 đó, tôi bấm ra nha. Bấm trên máy tính nó khổ lắm. Cầm máy tính bấm thì rồi bằng rồi ship e của an 4 phần 3 ra kết quả máy tính nó bấm cực khổ hiểu không mấy đứa hiểu cách bấm nhắn cho thầy số 1 đi. Và đây thì em cứ đặt t bằng n x là ra rồi nhưng mà thực ra em đặt t bằng n x thì làm nó sẽ lâu hơn nha em đặt t là n x cộng 2 luôn chia dt là bằng 1 phần x dx 1 phần x dx rồi đổi cạnh tự đổi được đúng không khi mà x là bằng 1 thì n của 1 là bằng 0 thì khi số này số 2 khi x bằng e thì này là số 3 nhân với nx của mình nhé lúc này nó sẽ là bằng t trừ 2 1 phần x dx nó sẽ là dt trên cho gì t mũ 2 đấy còn đâu nếu mà em đặt t bằng nx thì chỗ này nó sẽ là t cộng với 2 tất cả mũ 2 làm nó cực khó hơn đây 2 3 này 1 phần t trừ cho 2 phần t bình ở dt nó sẽ bằng n của t cộng với 2 phần t rồi em thay cặp luôn là xong 2 3 thay cặp luôn dễ không thôi làm được câu này không thân khôi này đi học ít lại mất hết cảm hứng luôn thôi ơi Khôi ơi Khôi à đi đâu hết tiêu mà Khôi Hiệp làm bài này thử Hiệp ơi
này không có máy tính nha, máy tính thì dễ rồi. Hiệp. Hiệp ơi, cho tụi em học mà tụi em không có bật máy. Yeah. Bài này, làm dùm thầy bài này nhé. Yeah. Để em thử. À, thầy dặn lại xíu nha, mỗi buổi học là tụi em phải chụp hình rồi xong tụi em điểm danh lại cái status hôm qua luôn á. Thì bữa sau học xong tích phân thì thầy mới gửi file đáp án cho ông. Ý là chụp cứ chụp đè lên cái tốt điểm danh hôm qua rồi bữa nào học xong rồi thầy gửi file đáp án cho em, đứa nào học đủ á, nghỉ nghỉ 2 buổi thôi, tích phân có tới 5 đến 6 buổi nghỉ 2 buổi thôi, đứa nào học đủ từ 4 buổi trở lên thầy sẽ gửi file đáp án cho. Đáp án là đáp án chi tiết từng bài luôn đấy chứ không phải đáp án linh tinh đâu, phải chăm học thì điểm mới cao đấy. Thầy gửi riêng từng đứa, bữa sau là cộng tác viên phải rà soát lại tất cả những bạn học mà. Cuối cùng đâu vừa dạy ra không thầy hay đồng một số Em nói cho thầy ý tưởng là được rồi. dạ cái một phần em mũ x cộng một em đưa về một trừ em mũ x chia cho em mũ x cộng một thì nguyên tích phân từ không đến góc b của cái đó sẽ bằng tích phân từ không đến góc b2 của x trừ À, tách thầy ra đúng không? Ý của dạ em. Ủa cái bài này hình như hồi bữa thầy dạy ở Biên Hòa thầy chỉ rồi đúng không? dạ đúng không Em mới tay đúng không em? dạ Ừ, lúc này sẽ y mấy mấy nhân. Thằng này dễ đâu, trừ cho là n của e một x cộng với một. Nhìn ra được không mấy đứa? Không với là n của hai. Cái này bấm máy tính cái ra nha. Mà thầy thì thầy muốn dạy tự luận. Cái này này có nhiều đứa hỏi cái này đúng không? D của e mũ x cộng với 1 trên trường học tới tích phân chưa vậy Hiền? DI là bằng y phẩy nhân với DX mình hồi lớp 11 rồi, thầy cô đâu có dạy tụi em đâu. Cái lúc này là dịch bệnh với này. Thì học kỳ xong rồi, nên thầy cô không có dạy. Rồi. Để. Con phát làm được câu này không em? Tụi em cứ mạnh dạn lên, tụi em bật mic lên, ai ăn thịt tụi em đâu mà. Phát ơi. Giờ đây thầy Được câu này không em? chưa nghĩ ra thầy ơi. Gì chưa nghĩ ra trời ơi, ông ngoại ơi. Thầy dặn lại nha, tụi em điểm danh ở trên cái tết hôm qua của thầy á. Chưa nghĩ ra. Đấy. Gia Hân làm được không Gia Hân? Vậy chưa thầy? Không, Hoàng Nhật Gia Hân đấy. Được không? Chán ghê. Trần Minh Đan, Đan ơi cho thầy xin lỗi nha, bởi vì cái tin nhắn nó đi trôi quá thầy không có để ý á, nãy thầy mới chụp lại cái tin nhắn của em thầy vô cho mấy chị cộng tác viên thầy xả một trận luôn, bởi vì quản lý học viên là cộng tác viên quản lý chứ thầy không có quản lý, nên gặp sự cố gì á là mấy chị sẽ tự rà soát lại tên em rồi ép em lại, nên có gì cho thầy xin lỗi nha. Câu câu năm làm được không Đan?
Vì nhiều đứa nhắn tin quá. Bảo Hân 178. Tụi em phải tương tác mạnh lên để thầy mới dạy nhanh được chứ. Thầy sợ tụi em không hiểu bài ấy. Bảo Hân ơi. Ủa kỳ ta. Bình làm cho thầy bài này đi Bình. Khắc Bình ấy. Trời, trời, trời. Ủa cái này liên quan gì mới vô trời. Cái này trên trường tụi em học hết rồi mà. Rồi. Tài. Anh Tài. Anh Tài. Không có mic rồi. Ôi trời, bài này nó đâu khó đâu. Anh Kiệt làm được bài này không Kiệt? Kiệt ơi. Kiệt đâu rồi? Trâm Anh bài này làm sao Trâm Anh? Trâm Anh ơi. Trâm Anh à. Em nghĩ là cái sin 2x đấy đổi thành 2 sin x cos x xong rồi rút cái một cái cos x đi. Hãy ở đâu ra? Sin dạ? Bình. Bình mà làm gì có phải sin hãy. Ồ. Trời. Vậy thì đổi về. Đổi về. Đổi gì về gì? Được rồi. Đổi về 1 trừ cos 2x chia 2 được không hả? 1 trừ cos 2x chia 2. Mục đích em chuyển đổi về để làm gì em? Ý là em làm gì em phải cũng có một cái ý tưởng nhé. Tại vì em muốn đổi hết về cos nhưng chưa thể nhét. Tự nhiên nó một cái góc là x rồi em chia sướng hơn này. Mà em chuyển về cái góc 2x rồi em lại phải so sánh góc x với góc 2x. Có khi nào đạo hàm của góc 2x nó ra góc x đâu. Đúng không? Chết rồi, lượng ra có vấn đề rồi mấy đứa ơi. Nhìn này. Sin bình phương của x trên cho cos bình phương của x nhân với 1 phần cos bình phương của x nhân với dx trên cho cos bình phương của x. Rồi, nhìn ra được gì chưa cho anh? Dạ rồi. Đọc tiếp cho thầy được không? Thằng này là gì? Cái đầu sẽ là tan bình phương. Thằng này là gì? Cái sau là tan phải tan bình cộng 1. Thằng này delta x đúng không? Dạ vâng. Đấy, mất cái này mất góc lớp 11 này. Đấy, lượng giác nó làm rất là đơn giản. Thằng này nhân vô là tan mũ 5 à tan mũ 4 thì nó sẽ là tan mũ 5 phần 5. Cộng với ta bình thì nó sẽ là ta mũ 3 phần 3. Rồi ta sẽ thế cạnh vô là 0 đến pi phần 3. Rồi thế cạnh vô là xong. Dễ hay khó? Chấm anh. Chấm anh. Dễ sao rồi? Dễ hay khó? Em không nghe được phải không? Dễ hay là khó? Dễ bình thường. Bài này cứ có căn đặt thêm bằng căn hết chúng thấy nha. Nên bài này thầy con sẽ không sửa. Ví dụ như đây thầy ra lại có căn đặt thêm bằng căn hết cho thầy. Là x cộng x3 nè. Thì lúc này ta sẽ tìm được x nó sẽ bằng t bình phương trừ cho 3. Có nhanh không mấy đứa? Thì hôm nay ta sẽ tìm được là dx nó sẽ bằng 2t dt. Bây giờ thầy sẽ dùng cái phép đổi cận này. Tại t bằng 1, x bằng 1 và d bằng 6. Thì 1 thế vô đây,
1 cộng 3 là 4, căn 4 là bằng 2. 6 3 là 9, căn 9 bằng 3. Vậy thì y của thầy nó sẽ đi từ 1 đến 6 thì t nó sẽ đi từ 2 đến 3. Đặt t bằng căn thì ở trên tử nó sẽ là t cộng 1. Ok không? Dx đầu dx nó sẽ là 2 t dt. Rồi, x ở đây thầy có tìm được là t bình trừ 3 cộng với 2 thì quay ra t bình trừ 1 không? Ồ, tự nhiên nó ra dễ vậy ta. Sao lại dễ như thế này? Cho 2 đi ra ngoài ha, 2, 3. Cứ gọn 2 này thì nó sẽ còn t trên cho điểm t cộng với 1. Ui, lại dễ nữa. Cộng với 1 trừ cho 1 cho thầy ha. Dt là bằng 2. 1 trừ cho 1 phần t cộng với 1 dt. Ok chưa? Rồi, bây giờ ta thế vô thì nó sẽ là bằng 2. Trong đây nó sẽ là t trừ cho n của t cộng 1. Rồi, thay cạnh vô 2, 3. Thầy nhắc lại tích phân có một câu trong đề thi đánh giá năng lực nha. Mặc dù toán thường nó dễ nhưng mà không có được chủ quan. 3 trừ cho 2 là còn mấy không? 3 trừ cho 2. Ok. Trừ log của 4 trừ log của 3. Rồi tự thầy vô tính toán tiếp nha. Thầy nói rồi, mấy cái bài tích phân vô tỉ á, có đặt căn thì cứ đặt t bằng căn hết cho thầy. Cứ đặt t bằng căn hết cho thầy. Có nhiều đứa này là nó đặt t bằng căn rồi xong là nó đạo hàm dt bằng 1 phần 2 căn, nó có bị khủng. Mục đích mình đặt t bằng căn là để khử căn, mà muốn khử căn thì phải bình phương hai vế lên. Thì lúc này ta sẽ tìm được x nó sẽ là bằng điểm t bình phương trừ cho 2 chia dx của thầy nó sẽ bằng 2t dt. Rồi bây giờ ta sẽ đổi cạnh này. Ta dùng cái phép đổi cạnh thầy nói rồi nhé. Đợt này tụi em đang thi học kỳ á, bữa sau thi học kỳ xong tụi em cố gắng tụi em xem hết mấy cái video và cái tích phân nền tảng của thầy. Chứ tụi em không có coi là tụi em học ở trên trường hay là đi học thêm gì ấy, mà tụi em sẽ mất một khoảng thời gian rất là dài để mình học tích phân. Nó rất là cực. Và thầy thì thầy dạy cho tụi em cái con đường đi nó ngắn nhất rồi. Không này, 2 này. Tại x bằng 0 thì thế vô đây thì nó ra căn 2 đúng không? Tại x bằng 2 thì thế đây nó ra 2. Lên y của thầy nó sẽ ra là từ căn 2 đến 2. X cộng 1 thì ở đây có phải là t bình trừ 1 không mấy đứa? Căn x cộng 2 thì đánh nhân với t. Dx đánh nhân với 2t dt. Rồi tới đây ra bài tích phân đơn giản là nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng mà, đúng không? Được, nãy giờ tụi em hiểu không? Nếu mà hiểu thì ok cái quay nè. Xem được bao nhiêu đứa hiểu. Phía sau nhiều bài khó đó. Rồi tiếp này, thầy nhắc lại cứ có căn đặt tay bằng căn hết cho thầy, mục đích để mình khử căn mà. Khi ra tay bình phương, bởi vì ở đây có log x này, nên em phải suy ra log x bằng nhiều siêu thế vô cho dễ. Khi ra 1 phần x dx là bằng 2t dt, thì khi đấy ta sẽ có y. Nhớ phải đổi cạnh nha. Tại x bằng 1 thì đây này là 0 cộng 1 thì đây ra 1 ha. E 1 cộng 1 ra căn 2. Log x của thầy nó sẽ ra t bình trừ 1. Dx của thầy 1 phần x dx của thầy nó sẽ ra 2t dt. Dưới đây là chia cho t. Bởi vì dx này, dx để em thấy không? Nó nằm ở trong cái cụm này rồi. Rồi hai này trừ tiêu nhau thì số 2 ta đưa ra ngoài cho nó tiện ha. 1 căn 2 t bình phương trừ cho 1 tt là bằng 2. Trong đây nó sẽ là t mũ 3 phần 3 trừ cho t 1 với căn 2. Thế số vô được không? Bài tiếp theo. Bài này làm sao ra? Bài này nhìn ra không? Tấn Huy làm thử. Tấn Huy mới đi đâu về em? Mới đi chơi về. Dạ.
Đi chơi về đúng không? Dạ không thầy, em mới dạ cái này đặt t bằng cái căn này. Em căn sau đấy em. Dạ có. Em biết rồi thầy. Cho anh làm lại thử bài này thử xem được không cho anh. Cho anh nha. Ủa mấy cái dạng này tụi em ít gặp lắm hả? Ủa bình thường là nguyên hạt tích phát em học cái gì vậy Tuấn Huy? Dạ như trên lớp chưa dạy thầy. Còn đi học thêm? Đi học thêm thì mới mấy cái cơ bản. Ủa, cái bài này cũng cơ bản mà. Dạ. Phải là... bài này cũng cơ bản mà em. Ok chưa? Tay bằng căn. Chia ra bởi vì ở đây có chứa x bình và em suy ra được một cái nữa là x để x thôi còn t dt thực ra là 2x để x là bằng 2t dt thì thầy rút gọn cho nó gọn đạo hàm theo x thì nhân với dx đạo hàm theo t nhân với dt vì quá trình đấy người ta gọi là quá trình vi phân hai vế. Bây giờ thầy biết thế không? Đầu tiên là x dx thì nó sẽ bằng t dt, căn nó sẽ là t và x bình nó sẽ là t bình trừ 1 là t mũ 4 trừ cho t bình phương dt cận đi từ mấy là t bằng căn này không, tại x bằng 0 thì t bằng 1, tại x bằng 1 thì t bằng căn 2. Rồi có khó không Huy Tấn Huy? Dạ không rồi. Nếu như bài 10 các bạn thì em đặt t là bằng căn bậc 2 của x cộng với 1 thì em mới suy ra được là x nó sẽ bằng t bình phương trừ 1, suy ra x dx à quên x đạo hàm 1 chứ là bằng 2t dt đúng không, thì khi đấy ta có tích phân là 0,3 của ft đúng đặt cái này t rồi dx thì nó sẽ bằng 2t dt là bằng 8. Rồi rút gọn 2 đi thì ta sẽ có ra được là gì, 0,3. À khoan từ từ nha, thế đổi cận sai rồi. À, x bằng 0 thì thằng này nó bằng 1. 1 đến 2 mới đúng. 1 2 t dt là bằng 4. Nhưng mà bởi vì tích phân nó có tính bất biến, có nghĩa là bây giờ em lại đổi ngược lại là t bằng x thì ta sẽ ra được tích phân x fx chứ. Thế hôm nay bị gì rồi cứ ghi nhầm ngoài ta. X fx thì nó sẽ bằng 4 nên ta sẽ chọn đáp án là câu C. Rồi bao nhiêu đứa hiểu câu 10 thì ok cho mày cái. Rồi bài còn bài ví dụ là tích phân hàm ảnh loại 2 thì thầy sẽ đặt t là bằng gì em? Nhìn cái tích phân này thầy y này. Giống như cái bài vừa rồi thầy biến đổi em sin x trên cho cos x nhân với 1 phần cos bình phương của x
đúng rồi, để x df của tan x, tan x dx thì y của thầy ấy, thì có phải ra tan x không ấy đấy, đây là tan bình phương của x cộng với một nhân với f của tan của x dx không? Ok, còn không em để này, em bỏ cái thằng thằng một phần cốt bình đi, thì đây chính là d của tan x này, thì giờ ta sẽ đặt t bằng tan x này. Thì này nó sẽ là t nhân với f của t dt, và ta đưa về x thì nó sẽ là x fx dx, thì kết quả bài này nó sẽ là bằng 2. Nào hơi rối xíu, qua mấy bài phía sau thì em sẽ hiểu kỹ hơn. Đây có nhiều câu. Rồi nhìn ha, nhìn thầy làm lại này. Cái tích phân này thì thầy sẽ biến đổi thành 2 sin x nhân với f sin x nhân với cos x dx. Đấy, thầy cố tình tách tay này cho tụi em dễ hiểu hơn. Từ bi phần 6 đến bi phần 2. Tích phân thì khó nhất là tích phân hàm ẩn thôi. Thì thầy có chia thành 10 dạng để cho tụi em dễ học. Thì em để ý này, cái số 2 này thầy giữ nguyên. Ở đây nhìn này, f sin thì thầy đặt t bằng sin được không? Thầy đặt t bằng sin x đi. Thì lúc này ta sẽ được đây là t nhân với f của t. Đặt t bằng sin thì suy ra dt thì có phải là cos x dx không mấy đứa? Thì đây chính là dt. Rồi đổi cận này, bi phần 6 thì này ra 1 phần 2 và đây là này ra 1. Thì bây giờ thầy sẽ dùng cái phép biến đổi ấy. Đây cái y đấy, thầy dùng phép biến đổi là đặt t bằng x nữa, vậy thì y của thầy nó sẽ bằng 2 lần tích phân đi từ 1 phần 2 đến 1 của x fx dx. Có thể đưa ra cái thành phần giả thuyết để bài cho là bằng 2 nhân với 1 phần 4 và kết quả là bằng 1 phần 2 t chứ, bài này nó cho t. Vậy đáp án là câu C. Ổn không? Thúy Uyên hiểu không em? Uyên ơi, bao nhiêu đứa hiểu câu 11? Ok dùng thầy cái thôi. Câu 12. Câu 12 thì thầy sẽ đặt t bằng lnx này. Thầy sẽ biến đổi thằng này ha. Biến đổi này một cái biến đổi là t bằng ln của x này. Nên từ cái giả thuyết này thầy mới suy ra được một điều này. Đặt t bằng ln của x thì cận nó sẽ là từ 0 đến 1. Và suy ra dt là bằng 1 phần x dx. Vậy thì 1 phần x dx chính là dt. Đặt t bằng ln x thì đây có phải là ra t mũ 2 không? Nhân với ft. Rồi ta dùng phép biến đổi đặt t bằng x thì ta sẽ ra được là 0 đến 1 của x bình phương nhân với fx dx. Đây là cái giả thuyết thôi, thầy biến đổi lại cái giả thuyết này là 1 phần 2. Vậy thì từ cái giả thuyết mình biến đổi xong thì mình đưa ra được cái kết quả luôn. Kết quả này nó sẽ là 1 phần 2. Nên chọn đáp án là câu C rồi. Rồi bao nhiêu đứa hiểu thì nhắn số 1 cùng thầy cái gọi. Có nhanh quá không? Tụi em thấy cái mức độ nhanh hay chậm? Cứ nói, cứ nhắn tin ra thì đã thể biết. Nếu mà thầy cảm thấy tốc độ vẫn theo kịp ấy, thì nhắn cho thầy cái ok coi. Đầu tiên thầy sẽ đi tìm cái giả thuyết này ha. Bài này hơi dài nên thầy sẽ biết lỗi qua đây cho tụi em dễ nhìn, cho nhiều đứa nãy giờ. Đầu tiên
Thầy đặt cái thằng này là y cho tụi em dễ nhìn này. Và cái thằng này là g cho tụi em dễ nhìn. Thì thầy sẽ đặt t là bằng tan x. Này thầy có thể biến đổi lại là một phần cos bình minh. Để x là bằng 1 này. Đặt t bằng tan x thì suy ra dt nó sẽ là bằng gì? Một phần cos bình minh. Rồi thay số 1. Nên thầy sẽ y x phần này nó đưa về x phần 0 với 1. Một phần cos bình thì nó sẽ là bằng tan bình cộng 1. Đúng không? Một phần cos bình nó sẽ bằng tan bình cộng 1 là bằng t bình cộng 1 đấy. Một phần cos bình dx ấy, thì nó sẽ là dt rồi. Ở đây nó sẽ là f của t này. Dt. Ok chưa? Hiểu không đấy? Hay có thể ghi gọn lại là 0, 1 của x bình phương cộng với 1 nhân với fx dx. Và cái thằng này nó là bằng mấy? Bằng 1. Thì ta sẽ có được cái kết quả này. Bây giờ ta đi xét cái thằng g. Thì phần đi từ 1 đến e này của 1 phần x nhân với n bình phương của x cộng với 1 f của n của x dx. Thì hôm nay ta sẽ đặt t bằng n của x. Thì suy ra thì dt là bằng 1 phần x dx. Đổi cận thì chắc tụi em đổi được nó. Xt đi từ 1 đến e. N của 1 thì bằng 0, n của e thì bằng 1. Nên suy ra tích phân g của thầy nó sẽ đi từ 0 đến 1. 1 phần x dx chính là dt. Đặt t bằng n bình cộng 1 chính là bằng gì em? T bình cộng 1 nhân với f của t. Thì trở về tích phân ban đầu này và nó cũng là bằng 1 luôn. Nên ta sẽ chọn đáp án là câu C. Ok không? Tuấn Huy làm được câu 14 không em? Dạ. Đặt t bằng lần nữa x. Cái thằng này hả? Y hả? Dạ. Vậy y bằng t bằng lần nữa x thì nó sẽ là đi từ 1 đến 2 đúng không? Dạ. T trên cho t là bằng 1. Đúng không? Dạ. Tích phân này thì ta gọi là tích phân g đi. Thì tích phân này ta sẽ đặt t bằng gì đây? Vâng. Cos x. Đây g. Nó sẽ là tích phân f cos đúng không? Ta chính là sin x trên cho cos x. Đây x. Thì đặt t là bằng cos đi. Thì nó sẽ là bằng ft đúng không anh? Dạ. Trên cho t. Nhưng mà em để ý này, t là bằng cos x thôi. Thì suy ra dt nó sẽ bằng trừ sin x dx cơ. Nên nó phải có dấu trừ nữa. Bây giờ em sẽ thế cận vô này. Cos đúng không? Cos của 0 thì nó sẽ ra 1. Thằng này nó sẽ ra 1 phần 2, ok. Em đảo dấu trừ đi. Thì nó sẽ đổi cận lại là 1 phần 2 đến 1 của ft dt. Thì này thực ra x với t nó bản chất là như nhau. Đến cái thằng y của thầy. Nó sẽ là tích phân đi từ 1 phần 2 đến 2. Thì nó sẽ bằng 1 phần 2 đến 1 của ft trên cho t dt. Ý này chuyển cho nó dễ này. Cộng với tích phân đi từ 1 đến 2 của ft trên cho t dt. EG, đây là K đi. Tích phân để bài yêu cầu. Bây giờ em thay số rồi. 1 phần 2 đến 1 ta đã tính ra được rồi. Nó là bằng mấy ta? Nó bằng tích phân G. G đâu? G bằng 2. 1 đến 2 nãy ta tính được nó là bằng 1 cộng 1 và kết quả là 3. Nên ta sẽ chọn đáp án là không? Câu D.
Ok chưa? Bà đây, dạo này gặp chưa Huy? Dạ chưa thầy. Là tụi em học yếu quá. Lại phải tập trung thi đánh giá năng lực đi. Chứ lại mà không có thi đánh giá năng lực làm sao mà. Giờ thầy sẽ xét cái tính phần sau. Bây giờ thầy sẽ thay x bởi một chữ x. Thì ta được điều gì em? Đây là x đúng không? Vậy thì một trừ cho x thì ra là một trừ x thì này ra không? Đây là f của 1 trừ cho x, d của 1 trừ cho x. Từ cái tích phân ban đầu, thực ra em cứ coi như x, cái ảnh x đây là cái ảnh 1 trừ x đi. Thì d là mang dấu trừ luôn. 1, 0. F của 1 trừ cho x. Để x, thì ta quay ngược lại là 0, 1. Thì nó sẽ là f1 trừ cho x. Nhưng cái để x. Điều đấy có nghĩa là cái thằng x phân y này, nó bằng thằng này và nó cũng bằng thằng này luôn. Ok chưa? Rồi, bây giờ em để ý này. Ta xét cái giả thuyết sau. 1 trừ cho x này, cộng với 3fx này, là bằng x bình phương cộng với 1. Bây giờ em sẽ lấy tích phân hai vế đi từ 0 đến 1 cho thầy. 0, 1. F của 1 trừ cho x để x. Cộng với 3. 0, 1. Fx để x. Là bằng 0, 1. Của x bình cộng với 1 để x tương đương điều gì? Đây có phải là y không? Thằng này nó cũng là y, thằng này nó cũng là y, vậy thì 4y nó sẽ là bằng x mũ 3 phần 3 cộng với x cận trừ 0 với 1, thay số vô bao nhiêu? 1 cộng với 1 phần 3 là 4 phần 3, nên ta sẽ tìm được y của thầy nó sẽ là bằng bộ là bao nhiêu này? 1 phần 3. Ok chưa? Hiểu không? Phát hiểu không Phát? Dạ hiểu thầy. Cái này giải thích một gặp hoài mà đúng không em? Dạ không này. Cái này học trong giải thích một nhiều mà. Mấy cái kiểu phương trình vi phân này kia. Rồi tiếp hành. Bài này ngoài cách giải này ra thì ta vẫn có một cách làm như sau, nhưng mà hình như là cái giả thuyết này, cái bài này nó không tồn tại hàm sao. Em để ý là ở đây là x đây, mà đây là bậc hai, thì ta giả sử cái thằng fx này nó có dạng là ax bình phương cộng với bx này, cộng với c. Em thế vào đây ta có f1 trừ x thì ta sẽ có là a nhân với 1 trừ cho x tất cả bình phương cộng với b nhân với 1 trừ cho x cộng với c cộng với 3 nhân với ax bình phương cộng với bx cộng với c là bằng x bình phương cộng 1. Rồi a nhân với x bình phương trừ cho 2x cộng với 1. Cách này hơi dài nhưng mà có trường hợp nó lại ra nhanh. Cộng với b trừ cho bx cộng với c cộng với 3ax bình phương cộng với 3bx cộng với 3c là bằng x bình cộng với 1. Rồi sau đây em sẽ đồng nhất hai vế. Thằng này là x bình là 1x bình.
hệ số đi với x nó bằng không và hệ số tự do nó bằng 1. Thì cái thằng x bình phương ở đây là a, x bình phương ở đây là cộng với 3a nữa. Thì lúc này em sẽ tìm được a nó sẽ bằng 1/4. Rồi hệ số đi với x là trừ 2a trừ b cộng 3b là bằng 0. Thì em thế thằng này vô là 2b, 2b bằng 2a có nghĩa là b bằng a luôn và bằng 1/4 luôn. Rồi cái hệ số tự do em để ý là a cộng với b cộng với 4c là bằng 1 ha. Thì a cộng b thì có thể chia ra là 1/2 không, cộng với 4c là bằng 1. Rồi thì 4c của thầy nó sẽ là bằng 1/2 trên chia ra c của thầy nó sẽ bằng 1/8. Thì ta sẽ có được abc rồi, ta thế lên đây ta sẽ tìm ra được cái thằng fx. ABC em thấy vào đây em sẽ tìm được cái thằng fx, rồi có fx và em tính x phân ra. Thì cách này nó khá dài, nhưng mà trong cái trường hợp mà thằng này là bậc 1 ấy, thì fx nó sẽ là cái hàm bậc nhất, thì em tìm cũng khá là nhanh. Đây là một cái phương pháp người ta gọi là phương pháp chọn hàm. Phương pháp chọn hàm. Vậy thì tương tự ta làm bài này là y này. Ủa, cái phương pháp này tụi em hiểu không ta? Nãy giờ thầy giải phương pháp này tụi em hiểu không? Bao nhiêu đứa hiểu thì ok cái nào. Bởi vì cái phần này tích phân hàm ẩn nó khá là khó. Ok, mãnh liệt lên mà. Nhiều khi trên trường không dạy. Ồ, em không hiểu cái chỗ 101 là sao? Là sao vậy Dũng? Chỗ nào? 1. À, ngay né, trời ơi, chán đợi ghê. X bình phương cộng x0, x cộng với 1 này. Rồi, cũng tương tự nhé. Ở đây là x nha mấy đứa. Hai cạnh đấy là x đấy. Bây giờ em để ý này. Thầy sẽ thay x bởi trừ x. Trừ x thì sẽ trừ là b phần 2. Ok chưa?
D của chữ x bằng trừ dx thì trừ trừ đảo ngược lại cạnh thành dấu cộng. Bản chất này nó cũng là bằng y. Rồi giờ em lấy thức phân 2 vế cho này thì đây nó sẽ ra 3y trừ b phần 2 đến b phần 2 cos x dx. Cos thì là sin. Sin là 1 trừ trừ 1 kết quả 2 nên sin y của thầy nó sẽ bằng 2/3. Cái bài này nếu mà em hiểu bản chất thì em làm nhanh. Có đứa nào không hiểu hàm mấy đứa? Có đứa nào không hiểu không? Bài này thì tích phân hai vế không một f của một trừ cho x để x không một x nhớ với f của x bình để x bốn x mũ ba cộng với một để x. Thầy sẽ đặt t là bằng gì em? T bằng 1 trừ x thì suy ra dt bằng trừ dx là thực ra là 1 0 ta đảo lại 0 1 thì mất dấu trừ thôi, này tụi em làm quen rồi đúng không? Đây f của t kế chưa cộng với 1/2 không một luôn f của x bình phương d x bình phương chính là gì ạ? F t dt là bằng x mũ 4 cộng với x cận từ 0 đến 1 thì này nó sẽ 1 ra 2. Thế này có phải là y không? Sẽ ghi thêm bước nữa để mình thấy này là y cộng 1/2 x phân của f t dt 0 1 là bằng 2 thì suy ra thằng này có phải 3/2 y không ấy đó? Là bằng 2 nên suy ra y của thầy nó sẽ là bằng 4/3. Đáp án này không? À. Cần hàm đúng không? Cần hàm bài này luôn đi. Em để ý này, hàm này hàm bậc 3 mà đây là f của x bình, f của x bình ở đây có x nữa, chứng tỏ f là hàm bậc mấy em? Tức là nói nhanh cho thầy, 1 là hàm bậc 1, 2 là hàm bậc 2, 3 là hàm bậc 3, 0 là hàm số. Rồi em nhắn cho thầy f là hàm bậc mấy. Nhìn đây mấy đứa nhắn cho thầy 0 1 2 3, 0 là hàng số, 1 là hàm bậc mất bằng hàm bậc nhất, 2 là hàm bậc 2, 3 là hàm bậc 3. Hàm f của mình thỏa mãn cái giả thuyết đấy thì nó có thể là hàm bậc 7. Nhìn đây mấy đứa thầy nói rồi, bởi vì do tụi em không có chịu học, tụi em chịu học thầy cũng chịu dạy, thầy bình thường là 9 giờ đến 11 giờ thầy toàn dạy online, thực ra thầy xếp lịch học là thầy bổ trợ cho tụi em thôi chứ có gì đâu, thầy rảnh mà. Thực ra f nó là hàm bậc 1 nha mấy đứa, thì em để ý này, f của x bình thì cái ẩn của mình nó sẽ là x bình và nhân với x nữa ra bậc 3. Em nghĩ sao mà f của mình nó là hàm bậc 3 mà em để ý là x bình tất cả mũ 3 lên thì ra mũ 6 mất tiêu rồi, ở đây có mũ 3 thôi, thấy không? Thấy bị lủng không? Đây cái thằng fx của thầy nó sẽ có dạng là ax cộng với b.
F của một chữ x là a nhân với một chữ cho x này, cộng với b cộng với x nhân với f của x bình là a nhân với x bình phương cộng với b là bằng 4 x mũ 3 cộng với 1 ha. Thì thầy ghi này a cộng với b trừ cho ax cộng với ax mũ 3 cộng với bx là bằng 4 x mũ 3 cộng với 1. Thì lúc này em sẽ đồng nhất vế này thì a của thầy nó sẽ bằng 4 mũ 3 đồng nhất mũ 3. Rồi mũ 1 là b trừ a b trừ a mũ 1 luôn. Ở đây không có mũ 1 là bằng 0. Hãy ghi lại là 4 x mũ 3 cộng với 0 x bình phương cộng với 0 x cộng với 1. Hệ số tự do là a cộng với b là 1. Từ đây ta mới suy ra được là a bằng 4 thì ta suy ra được là b bằng mấy? B bằng 4 luôn. Vậy thì 4 cộng với 4 là bằng 8 bằng 1 là điều vô lý. Vô lý nhỉ? Vô lý vậy thì f này không thể là hàm bậc nhất. Đấy vậy thôi. Không tồn tại. Có nghĩa là khi mà sau này tụi em sẽ gặp những cái tình trạng là như thế này. Cái giả thuyết này của cái bài toán là mình vẫn tính ra được kết quả, nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái hàm này nó không tồn tại. F nó không tồn tại. Cái vấn đề của những cái thầy cô mà chế đề tích phân hàm ảnh em thì nó lại gặp cái trường hợp là khi mà người làm cái bài đấy, người giải bài, người làm bài, người ta sẽ đặt câu hỏi là liệu rằng cái hàm F này nó có tồn tại hay không. Đấy, tụi em lưu ý như vậy này. Nên em phải đánh giá được cho thầy là trong, nếu mà muốn tìm hiểu sâu xa là tụi em phải hiểu là cái phương pháp chọn hàm này là em phải tìm ra được cái hàm đó nó dạng là như thế nào. Thì đây là không tồn tại này, nói cái phương pháp chọn hàm nó em có hình dung được không, nó có thể là một hàm nào khác được không, nó có thể là một hàm nào khác được. Đối với bài này thì không thể, thầy thấy là không thể rồi. Ok nha mấy đứa. Nên thực ra cái hàm F này nó không có tồn tại, nhưng mà khi mà em làm cái phương pháp chọn hàm thì em sẽ hiểu được là cái hàm này nó không có tồn tại. Nhưng mà khi mà em giải theo cái phương pháp về tính chất của tích phân thì ta vẫn ra được kết quả. Đấy, nó có một cái vấn đề ở đấy. Sau này tụi em học cao điểm tới giai đoạn luyện thi thì những cái bài toán tích phân hàm ảnh thì thông thường người ta hay đặt một câu hỏi là cái hàm F này có tồn tại hay không. Nãy giờ thầy nói tụi em hiểu không? Hiểu mấy đứa? Đứa nào hiểu nhắn cho cái ok mình. Tụi em lên phay thầy điểm nhanh chưa? Cái phay đáp án này hơi bị xịn rồi. Rồi câu 17. Còn mấy cái bài như này ai đợi người ta đi chọn hàm đâu. Chọn hàm nó mấy bài phức tạp. Rồi câu 17 làm sao đây ta. Rồi con nhiều dạng 74. Ui này dài chết rồi. Cái phần hàm là loại 4. Loại 4 hay này. Loại 4 hay lắm nha mấy đứa. Xác định liên tục trên không như vô cùng, đồng thời thỏa mãn điều kiện fx cộng f độ 1 x bằng 1. Tuấn Huy làm được câu này không Tuấn Huy? Nãy giờ hiểu ý tưởng không em? Tuấn Huy? Dạ. Không được không em? Gì em? Xét tích phân y cho thầy nha. Tích phân y thì bây giờ thầy cũng thay là x bởi 1/x. Thì đây nó căn 3
là 1 phần trăm 3. Em hiểu x cận này nó là x nha. Đây này, cận là nó theo thằng này. Nên thay x bởi 1 phần x thì đây là 1 trên 103 nó sẽ ra căn 3. F của 1 phần x trên cho gì? 1 phần x tất cả x bình phương cộng với 1. D, không phải dx mà d của 1 phần x. Rồi. D của 1 phần x thì nó sẽ bằng trừ 1 phần x bình, đúng không Linh? Trừ 1 phần x bình trừ. Ở đây có dấu trừ thì thầy không để dấu trừ, thầy đảo cận lại 1 phần căn 3. Trên căn 3 thì mất dấu trừ thôi. Ok không? Rồi. F của 1 phần x trên cho 1 phần x bình phương cộng với 1. Rồi em nhân cái thằng x bình vô cho này. Nhân thằng x bình luôn thì ta ra được cái thằng gì mới được? Ta ra được thằng gì mới được? À, em để này, f một phần x thì có bằng một trừ cho f x không? Ok dạ. Đây là y. Thầy ghi tiếp ha. Vậy cái thằng y này của thầy á, nó sẽ là 1 phần căn 3 đến căn 3 tách thành 2 tích phân như này. Trừ cho 1 phần căn 3 của dx fx chứ. Trên cho x bình cộng 1. Thì em để ý gì này? Fx trên cho x bình cộng 1 có phải là y không? Thì cả cái cụm này nó là y này. Này chuyển qua đây thì ta suy ra được 2y. Nó sẽ bằng tích phân 1 phần căn 3 đến căn 3 của dx trên cho x bình cộng 1. Thì khi mà tụi em coi cái clip xong ấy, thì thầy có nói là tụi em phải học công thức tính nhanh cho thầy rằng này nó sẽ là arctan arc tan x 1 phần căn 3 đến căn 3. Arctan của căn 3 nó sẽ là bi phần 3 trừ cho bi phần 6 thì kết quả là bi phần 6 và chia cho 2, vậy thì y của thầy nó sẽ là bi phần 12. Nên đáp án của mình là đáp án là tới đây. Có không? Có không Huy? Huy ơi. Mấy cái bài này không, thầy không có khuyến cáo chọn hàm nha, bởi vì hàm nó phức tạp em. Bài này hàm nó phức tạp. Mình thường mình chọn hàm, mình chọn hàm mấy hàm đa thức để cho nó gọn. Bài này 18. 18 đơn giản thôi. Thì y này, thay, em để ý này, thay x bởi 2 trừ x thì ta có 2 trừ cho 0 thì ra 2. Đây 0. D của 2 trừ cho x trên cho 1 cộng với f của 2 trừ cho x thì trừ, ta có trừ đảo lại thì 0, 2 luôn là dx này. Trên cho gì? 1. Mà f của 2 trừ x là bằng 1 phần fx không? Thì quy đồng lên 0, 2 thì ra fx dx trên cho 1 cộng với fx này. Ta có y bằng thằng này mà y lại bằng thằng này, rồi lấy y này cộng với y này là 2y không? 1 cộng với fx thì ra 1 cộng với fx trên cho 1 cộng với fx dx. Và kết quả cận từ mấy? 0, 2 thì kết quả là x từ 0 đến 2 là bằng 2 chia y 1. Đáp án là câu C. Dễ ha? Có dễ không? Câu câu 19.
19 là em sửa cái giả thuyết này, thay x bởi gì? B phần 2 trừ x. Thì ta sẽ có cái giả thuyết này. B phần 2 trừ cho 0 thì ra B phần 2. B phần 2 trừ cho B phần 2 thì ra 0. Sin bình của B phần 2 trừ cho x nhân với f của B phần 2 trừ cho x, d của B phần 2 trừ cho x là bằng 2. Rồi ta làm từng bước này. D của B phần 2 trừ x còn trừ dx, bỏ dấu trừ đi, thì nó sẽ là 0 đến B phần 2. Ở đây nó sẽ là dx là bằng 2. Sin bình của B phần 2 trừ x thì mới ra cos bình. Cos bình của x này. Và đây f của gì? F của x là bằng f B phần 2 trừ x, thì này nó sẽ là f của x này. Đó. Này bằng 2. Ta có là cái thằng này bằng 2 và thằng này nó cũng bằng 2. Nên em cộng cộng hai theo vế hai này lại cho thầy. Cộng theo vế hai thằng nó ra gì đây? 0 b phần 2 là sin bình của x này, cộng với cos bình của x nhân với fx này. Dx thì nó bằng 4. Vậy thì suy ra sin bình cộng cos bình bằng 1 của fx này. Dx là bằng 1. Thằng nào bao nhiêu? À bằng 4 nhé. Bằng 4 nên ta chọn đáp án là câu C. Ổn không? Được không Phát? Mượt chưa? Dạ được thầy. Dễ không? Dạ không thầy. Thầy học, thầy nói thiệt với em luôn, em tích phân thầy học 7 năm. Thực ra tích phân thầy học từ năm lớp 11, 11 đến lớp 12. Rồi mấy năm đại học, bách khoa nữa. Rồi tụi em muốn học tích phân giỏi là cứ vô bách khoa. Nó cày, nó kẻ ải tích phân là kiểu gì cũng dễ. Bài 20, bài cuối cùng của dạng này. Thông thường, mai mốt là thầy sẽ chỉ cho tụi em một số những cái tính chất đặc biệt của liên quan hàm lượng giác, thường là không bi phần không đến bi và không đến bi phần 2. Thì giờ ta sẽ thay x bởi bi trừ cho x vào cái tích phân này cho thầy ha. À, nhớ cho thầy là cái số đây này nó chính là cái giá trị của d này, đây là x nha. Bi trừ x có nghĩa là bi trừ cho không thì ra bi, bi trừ cho bi thì ra không. Lúc này x nó sẽ bằng bi trừ x. Ta sử dụng những cái tính chất đặc biệt của lượng giác mới được. F của gì? F sin sin b trừ cho x, ok, d của b trừ cho x là bằng 3 b phần 2. Rồi, đấy trong cái dài thôi chứ bước mày ghi ngắn lại, giữ nguyên ha, giữ nguyên tụi em để ý này. Đảo lại cho thầy, trừ dx đảo cận cho thầy là không b, đúng không? B trừ x f sin của x dx là bằng 3 b phần 2. Tại sao vậy? Có đối sin bù phụ chéo thì hai góc bù với nhau tổng bằng 90 độ, à tổng bằng 180 độ, nó sẽ đối sin, giá trị sin nó sẽ bằng nhau rồi. Rồi xong em để ý cái thằng này là 3 b phần 2 và cái thằng này cũng là 3 bi phần 2. Vậy thì bây giờ ta làm bước gì nữa này? Ta cộng hai thằng này lại cho thầy. Thì ta sẽ được là 0 bi cộng lại ha. Nhân phân phối vô thì có phải là thằng xf này. Cái này xf này nó triệt tiêu nhau không? Nên nó chỉ còn mỗi thằng bi nhân với f sin x thôi. Kết quả 3 bi. Ok, thấy dễ nhẹ nhàng không? Ổn không mấy đứa? Ổn hem. Ok cái rồi. Đứa nào nói gì đây? Câu vừa rồi cái là hết chữ bi rồi. Câu vừa rồi. Cái nào em?
nó tính tích phân của S sin thôi chứ không có bi nữa. Chỗ này đúng không? Ở đây bi hình như làm nhầm đúng không đây? Bi dịch tiêu hiện tại nó sẽ ra là không có bi nào ba. Mình chết chết chết. Đang đợi gì? Sorry mấy đứa nhiều. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho mấy đứa một dạng mới. Dạng này trong đề thi của các trường ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì thầy thấy nó rơi vào những câu 49, câu 50 của đề đại học. Câu 49, câu 50 của đề thi học kỳ 2 ấy. Đây dạng này. F phải của x cộng với p nhân với f của x là bằng qx. Thì để làm phương pháp này bắt buộc là f phải, không phải là f phải, em bắt buộc em phải đưa về cho thầy đúng cái dạng chuẩn. Thì em sẽ nhân cả hai về, nhân cả hai về cho e tích phân của px thì này, phương pháp đây là phương pháp nha. Thì thầy sẽ làm bài này cho tụi em thấy nó chưa đưa về cái dạng này thì ta phải đưa về cái dạng đấy cho thầy. Bằng không đúng ra thì ta phải lập luận cho thầy ấy. Bây giờ thầy sẽ làm nháp bên này. Trước hết là cái thằng px của thầy nó cho bằng trừ căn bậc 2 của x cộng với 1. Ê khoan, để em đợi thầy xíu. Thầy nhầm dạng rồi. Dạng này dạng dễ chứ không phải dạng kia. Dạng này là phân ly độc lập. Bởi vì là đây, để em để ý. Thầy cho em qua lại. Nó là dạng này khi quy khác không. Chứ còn đâu khi vào trường học này ta phân ly độc lập làm cho nhanh gọn nhất. Nhầm rồi. Này thì đơn giản, phân ly thì quá dễ rồi. Ta có f phẩy này, trên cho f là bằng 1 cộng với 2x. Em lấy tích phân hai vế thì em sẽ ra được df này, trên cho f này, là bằng tích phân của 1 cộng với 2x dx. Thì từ đây ta sẽ ra được nn của f này là bằng x cộng với x bình phương cộng với c. Nó lại cho cái giả thuyết này, thường chắc chắn phải cho cái điều người ta gọi là điều kiện biên ấy. Mai mốt tụi em học cái phương trình truyền nhiệt với phương trình sóng ấy, người ta gọi là điều kiện biên. Là f0 bằng e có nghĩa là thay x bằng 0 thì f bằng e thì lúc e là bằng 1 ha. X bằng 0 cộng với 0 cộng với c. Từ đây em sẽ tìm được c là bằng 1. Người ta hỏi là tìm giá trị của f2. Log f2 thì có phải là thay x bằng 2 không? Log f2 thì thay x bằng 2 đúng không? 2 cộng với 4 c là cộng với 1 thì kết quả là ra 7. Đáp án là câu A. Bài tiếp theo. Bài này dễ, tích phân hai vế cho thầy là f bình phương df ha. Là bằng tích phân của 3 lần x bình phương cộng với 1 dx. Suy ra được là f mũ 3 phần 3 là bằng x mũ 3 cộng với x cộng với c. Mà điều kiện biên này là x bằng 0 thì f bằng 3. Thay x bằng 0 vô. Thay x bằng 0 vô thì f bằng mấy? F bằng 3. 3 mũ 3 chia cho 3 là còn 9. Là 0 cộng với 0 cộng với c chia c của thầy nó sẽ bằng 9. Người ta hỏi là tìm f1 thì thấy mà 1 đó. Là f của 1 mũ 3 chia cho 3 là 1 cộng với 1 cộng với 9 là bằng 11. Suy ra f của 1 nó sẽ bằng căn bậc 3 của 33. Nên đáp án của mình là đáp án là câu c. Rồi bao nhiêu đứa hiểu thì ok dùng này cái. Tiếp hả? Gia Hân hiểu không em? Gia Hân có luyện đề
F phẩy. Ủa, bài này từ từ nhìn này cho nó dễ chịu hơn. X này F cộng 1 đây. Thì bài dễ đúng không? F phẩy trên căn bậc 2 của F cộng 1 căn x là bình thường thôi. DF này trên cho DF cộng 1 đi, trên cho căn bậc 2 của F cộng 1 căn x nhân với DX. Ta có công thức là gì? Nguyên hàm của 1 phần căn U thì bằng 2 căn U, bởi vì đạo hàm của căn căn này nó cho bằng 1 phần 2 căn. Có bị mất gốc đạo hàm không? Không, thầy dạy đích phân cho tụi em về nhà tụi em bị tẩu hóa nhập ma hết luôn, bởi vì do cái kiến thức tụi em không có chắc. X mũ 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2 là 2 phần 3 căn bậc 2 của x mũ 3 với C, rồi thế cận vô thông nhau dễ. Thầy thấy đây, đứa nào làm được câu 24 mới gọi là dân chuyên toán này. Thân Khôi ơi, còn học đấy không em? Khôi ao rồi đúng không? Lâm Giang làm được bài này không em? Chưa. Chứng tỏ mình dân C3 đi em. Chưa thầy. Thì là chưa, trả lời nhanh dữ hả? Lê Hoàng Minh làm được bài này không em? Thì chưa. Chết rồi, mấy ngày này biến đổi thôi chứ có gì đâu. Em để ý này, f phẩy là bằng 2x cộng f1 nhân với fx cộng với x cộng với 1 nhân với 2x trừ cho 1 thì nó ra gì đây? Vấn đề là 2x cộng với 1 nhân với fx bằng này nhân phân phối thôi, phải nó ra gì? 2x bình phương không? Trừ x cộng với 2x là ra cộng với x trừ cho 1 ha. Thấy cái gì quen không? À, mấy đứa có nhìn thấy cái gì quen không? Em đặt x ra ngoài thì có ra 2x cộng 1. Chuyển sang mày qua đây. F phẩy cộng 1 thì có bằng 2x cộng 1 không? Nhân với f cộng cộng với x không? Đúng không? Thì từ đây ta có suy ra được là f phẩy cộng với 1 nhân cho f cộng với x không? Là bằng 2x cộng 1 không? Rồi lấy tiếp phân hai vế cho thầy là f phẩy cộng với 1 trên cho f cộng với x 2x cộng với 1 để x không? Rồi suy ra d của f cộng với x thì nó sẽ ra là f phẩy cộng 1 không? Thấy bài này biến đổi như vậy thôi chứ có gì đâu, là x bình cộng với x này, cộng với c không? Vậy thì là n của f cộng với x này là bằng x bình phương cộng với x cộng với c. Đó. Điều kiện này để cho lấy log thôi chứ có gì đâu. Mà ta có này, f không là bằng một với là x bằng không thì f bằng một ha. Mà log của một là bằng không luôn. Vậy thì suy ra c bằng không. Vậy là cái hàm đây của mình nó là hàm này. Và người ta hỏi là tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng fx. Đúng ta? Vậy thì từ cái biểu thức này nha. N của f này cộng với x này là bằng x bình phương cộng với x. Thì suy ra f cộng với x có phải là bằng e mũ x bình phương cộng với x không? Vậy suy ra fx của thầy nó là bao nhiêu mới đây?
là e của x bình phương cộng với x trừ cho x. Và bài này ta trở về, ta sẽ đi về điểm moje 7 mắc 7 ra hoặc mắc 8 tùy theo máy, thì giá trị lớn nhất mình vừa học. Bài này nhìn cái ra luôn thì có phải là f này nhân với f phẩy đạo hàm không mấy đứa, đạo x cộng với 2 này, đạo hàm này ra thì có phải là f phẩy này nhân với f phẩy này cộng với f này nhân với f phẩy đạo hàm không, thì có phải là f phẩy tất cả mũ 2 không cộng với f nhân với f 2 phẩy không. Đấy, kỹ năng tính toán còn hơi chậm ha. Còn bài này nhìn cái ra luôn này thì có phải là f phẩy tất cả đạo hàm nhân với f không trừ cho f phẩy nhân với f tất cả đạo hàm không, nên là u phẩy v trừ cho u v phẩy trên cho v bình là bằng 2x thôi. Thì có phải là u phẩy có phải là f phẩy trên cho f này đạo hàm nó sẽ bằng 2x không? Lấy nguyên hàm 2v thì f phẩy trên cho f này thì nó sẽ bằng x bình cộng với c không? Đúng không? Rồi tại tích phân tiếp và ta có là tải bằng 0 thì cả hai hàng này nó đều bằng 1, có nghĩa là 1 là bằng 0 cộng với c chia c bằng 1. Ok chưa? Rồi nó yêu cầu là tìm, nó yêu cầu là tìm log của f1, thì em lại tích phân cái biểu thức này cho thầy này. Tích phân cái biểu thức này thì có phải là ln của f không, là bằng x mũ 3 trên cho 3 cộng với 1 này, cộng với x này, cộng với c phẩy nữa. Rồi sử dụng cái cho thằng x bằng 0 thì f của 0 là bằng 1 thì thằng này nó bằng 0 này. Thay x bằng 0 vô cho thầy hết thì ta sẽ ra được c phẩy là bằng 0 ở tính bình thường. Thì khi mà tụi em mấy đứa làm tới đây rồi thì đa phần mấy đứa tới thời điểm này bây giờ vẫn còn học đó, thì nghĩ là tư duy tốt nên thầy sẽ đi nhanh. Câu 27 là câu khó. Khó, tuy khó nhưng mà không phải khó. Bởi vì em để ý này, cái số 8, số 4 thì chắc chắn là có về hàng đẳng thức rồi. Em về em biến đổi cho thầy cái ra này không? Đây gọi là cái đặc sản của dân chuyên toán, nhìn cái ra luôn. Trừ cho 1, tất cả mũ 2 là bằng 0. Nên em đại hệ này ra cho thầy f phẩy trên cho f là bằng 2 lần f1, và f của 1 của thầy nó sẽ là bằng 1. F1 bằng 1 thì này nó sẽ bằng 2. Rồi lúc này ta sẽ có ln của f ấy, nó sẽ là bằng 2x cộng với c. Rồi nói chung là giải tiếp theo cái chọn đấy mà nào. Dễ, thầy thấy dễ. Có câu 28 là khó không? Còn những câu 29 trở về sau nó trở lại bài như cũ rồi. Nó trở về bài 1. Thì cái phần từ bài 29 trở đi nó gọi là bài tập về nhà đấy. Dạng nó y chang, nó dễ lại từ đầu. Vậy hôm nay mình đã học xong cái chủ đề thứ hai. Hôm nay tụi em thấy tiếp thu được nhiều kiến thức không? Nếu mà lấy thang điểm là 10 thì tụi em tiếp thu được mấy điểm? Rồi, còn lại thì mấy đứa ở khóa luyện đề có muốn hỏi gì thì ở lại hỏi. Để thầy tắt đi còn.